Hello, đồ gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú chị ạ. Hôm nay là buổi chiều ngày 19 tháng 4 đấy ạ. Sở đồ gỗ Công Nhung xin trân trọng giới thiệu đến với các bác và cô chú quý chị một bộ ghế hương đá mẫu hoàng gia chân cột 14 ạ. Bộ này là bộ chân cột 14, bộ được gồm 6 món và bộ sản phẩm hoàng gia hương đá thì sở đồ gỗ Công Nhung vẫn để nguyên phần mộc chưa trà dung tạo nạ vì. Sau đây sở đồ gỗ Công Nhung sẽ giới thiệu sâu sát chi tiết bộ sản phẩm này. Kính mời các bác và cô chú quý anh chị cùng bớt chút thời gian để tham quan và tham khảo sản phẩm. Bộ bàn ghế gỗ hương đá mẫu hoàng gia chân cột 14 hàng mộc đấy ạ. Công Nhung kê dọc này để Công Nhung sẽ quay được chi tiết tất cả trước sau để các bác và cô chú quý anh chị cùng tham quan và tham khảo. Ghế hương đá đấy ạ, trọn vân cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Và vừa rồi bị mưa, trời mưa nên chưa khô hẳn ạ. Những chỗ vết này là do nước mưa đấy ạ. Đây toàn bộ mặt sau đấy ạ. Toàn bộ mặt sau chọn gỗ lục lạc từ gầm trở lên. Gỗ lục lạc từ gầm trở lên đấy ạ. Ghế hoàng gia chân cột 14 ạ. Đây ta tổng thể đấy ạ. Đấy, vân chun đồng đều vân. Vân rất là đều đó, đều màu. Mới là mộc thôi. Thì mấy nữa Công Nhung sẽ hoàn thiện cái phần lót lên, sẽ giới thiệu phần lót đến với các bác và cô chú anh chị cùng tham quan. Và hôm nay Công Nhung xin giới thiệu phần mộc, hoàn toàn phần mộc chưa trà dung cạo nạo gì. Sau khi hoàn thiện phần lót thì Công Nhung sẽ giới thiệu phần lót đấy, các chi tiết đục đấy ạ. Tất cả chi tiết đục là đục máy và sửa tay, đã đục bằng máy và sửa tay cực kỳ sắc nét luôn. Hoàng gia thì Công Nhung thường thường là có hàng khuôn tranh và hàng ván mặt tràn. Còn ngoài ra thì có hàng liền khối. Ngoài ra có hàng liền khối nữa. Thế tùy theo điều kiện của từng gia đình, các bác có thể sắm những bộ mặt tràn, một bộ khuôn tranh, những bộ liền khối. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến đồ gỗ Công Nhung theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Xưởng đồ gỗ Công Nhung có địa chỉ tại tổ 11, phường An Thường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đây tổng thể đấy ạ. Đồng đều vân, đồng đều màu. Ok ok luôn ạ. Được bán mặt bàn đấy, từ đôn nhỏ. Đây là đang trời đang mưa đấy ạ. Chỗ này là nước mưa đang vào đấy ạ. Đây tổng thể đấy ạ, hoàng gia. Hoàng gia gỗ hương đá chân cột 14 hàng mộc. Ông nước chú ơi. Vâng đây ạ. Đối diện là gian trưng bày số 2. Một bên là cả bày đinh chun, một bên là bày tay 16, tay 18. Và trong này là xưởng chính ạ. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan đồ gỗ Công Nhung, tham quan trực tiếp mục sở thị. Và buổi chiều hôm nay xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang cũng xin trân trọng giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị về chi tiết bộ ghế hương đá mẫu hoàng gia chân cột 14. Và trong gian trưng bày thì còn rất nhiều bàn ghế rổi chun, bàn ghế đinh chun, bàn ghế đinh hương, có đủ cỡ tay 12, tay 14, tay 16, tay 18. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, mình sẽ được thoải mái lựa chọn mục sở thị, ưng bộ nào sẽ ký nhận phần mộc bộ đó. Sau đó sở đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện những phần cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền tổ quốc. Vâng, và ngày hôm nay xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang cũng xin phép được dừng video giới thiệu tại đây. Xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã bớt chút thời gian để tham quan sản phẩm ạ.